Xin chào quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin tổng hợp trên kênh Tin Mới. Sau một ngày làm việc mệt mỏi, đây là khoảng thời gian để chúng ta có thể nghỉ ngơi, thư giãn và cập nhật những thông tin đáng chú ý nhất trong 24 giờ qua. Và ngay sau đây, hãy cùng điểm qua những nội dung chính có trong bản tin ngày hôm nay. Bản tin lũ lụt Trung Quốc mới nhất ngày 25 tháng 9 năm 2023. Thưa quý vị, lũ lụt trên sông Dương Tử vẫn chưa có dấu hiệu lắng xuống. Sau trận lũ số 4, Cục Thủy văn của Ủy ban sông Dương Tử đã đưa ra cảnh báo lũ màu da cam trên thượng nguồn của dòng sông này. Secret China đưa tin ngày 25 tháng 9. Truyền thông Trung Quốc đưa tin đỉnh lũ số 4 trên sông Dương Tử trong năm nay đi qua hồ Tam Hiệp vào khoảng 8 giờ sáng ngày 24 tháng 9, với lượng nước đổ vào hồ này lên đến 62.000 m3 trên giây, cao hơn 3 trận lũ xảy ra trước đó. Nếu lũ lớn được hình thành trên sông Dương Tử một lần nữa thì nó sẽ trở thành trận lũ thứ 5 trong năm nay trên dòng sông này và có thể xảy ra chỉ cách lũ số 4 từ 2 đến 3 ngày. Cục Thủy văn của Ủy ban sông Dương Tử cho biết, năm nay trận lũ số 2 ở sông Gia Lăng, một nhánh của sông Dương Tử, được hình thành chỉ cách trận lũ số 1 cũng ở nhánh sông này 3 ngày. Lũ lớn tới mức ngay cả những vùng đất cao nhất ở thượng lưu sông Gia Lăng thuộc huyện Lược Dương, Thiểm Tây, phía Bắc Trung Quốc cũng phải hứng chịu những trận lũ lụt. Chính quyền huyện Lạc Dương đã ban hành lệnh khẩn cấp, nói rằng đỉnh lũ sông Gia Lăng sẽ đi qua khu vực vào lúc 8 giờ tối cùng ngày, tầng 1 của một số ngôi nhà ở địa phương sẽ bị ngập. Báo cáo chỉ ra rằng do mưa lớn, nước dâng cao ở thượng nguồn sông Bồ Giang ở tỉnh Tứ Xuyên, mực nước tại một số trạm quan trắc không chỉ vượt ngưỡng cảnh báo mà còn vượt mực nước đảm bảo, nguy cơ ảnh hưởng đến an toàn của bờ sông. Do đó, hạ lưu thành phố Trùng Khánh tiếp tục duy trì phương án điều tiết ứng phó lũ lụt cấp 2. Cục Thủy văn của Ủy ban sông Dương Tử dự đoán rằng sông Gia Lăng và sông Mân Giang sẽ vẫn duy trì lượng mưa lớn. Trong 2 ngày tới, trạm Tiểu Hà trên sông Bồ Giang sẽ đón một trận lũ khác khiến mực nước vượt quá mức nước đảm bảo. Trước đó, trạm Tiểu Hà trên sông Bồ Giang đã vượt quá mực nước cảnh báo là 238m. Theo thông tin cảnh báo sớm của Cục Thủy văn, cảnh báo lũ lụt ở thượng, trung và hạ lưu sông Dương Tử, hồ Bà Dương và hồ Đậu Đình vẫn được duy trì mực nước ở các mức độ khác nhau từ xanh lam đến cam. Thưa quý vị, phía nam sông lũ lụt phía bắc núi lửa tỉnh Giấc, Giang San Trung Quốc đầy nguy cơ. Ngọn núi lửa đã nằm im 500.000 năm, tưởng chừng không còn khả năng tạo dung nham, đã thức tỉnh dưới lòng đất Trung Nguyên. Trong tình hình thiên tai đại họa, lũ quét ngập lụt liên tục xảy ra tại các nơi trên khắp Trung Quốc, thì một ngọn núi lửa đã ngủ 500.000 năm ở tỉnh Hắc Long Giang bỗng hồi sinh trở lại. Dung nham magma trong lòng núi lửa đã được sản xuất trở lại. Điều này đã được phát hiện bởi một nghiên cứu chính thức của Trung Quốc. Kết quả nghiên cứu cho thấy, khi trạng thái nạp này đạt 40%, nó sẽ phun trào. Ngày 24 tháng 9, Daily Mail của Anh đưa tin các giáo sư từ Đại học Khoa học và Công nghệ Trung Quốc đã sử dụng hình ảnh từ tính để phát hiện ra núi lửa Vĩ Sơn của khu vực núi lửa Ngũ Đại Liên Trì ở tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc, vẫn đang hoạt động, mặc dù nó chưa tới mức phun trào nhưng cần phải theo dõi sát. Núi lửa Vĩ Sơn là một trong những ngọn núi thuộc khu vực núi lửa Ngũ Đại Liên Trì. Phần phun trào cuối cùng của nó xảy ra cách đây khoảng 500.000 năm. Được biết, ngọn núi Vĩ Sơn này từ lâu đã được biết tới là ngọn núi đã dừng phun trào. Nó dường như không thể phun trào hay có các hoạt động địa chất liên quan. Các nhà khoa học Trung Quốc gần đây đã phát hiện có hai hồ chứa magma khổng lồ dưới bề mặt núi. Các nhà khoa học Trung Quốc đã sử dụng hình ảnh từ tính để phát hiện ra một cấu trúc điện trở có độ phân giải 3 chiều, sâu 20 km bên dưới núi lửa Vĩ Sơn trong khu vực núi lửa Ngũ Đại Liên Trì. Đồng thời, nghiên cứu mới nhất cho thấy rằng núi lửa Vĩ Sơn ở khu vực Ngũ Đại Liên Trì hiện đang ở trạng thái hoạt động nhất định. Nhóm nghiên cứu đã thu được hình ảnh 3 chiều bên dưới núi lửa Vĩ Sơn. Hình ảnh cho thấy có magma ở giữa lớp vỏ ngoài và bên trong của trái đất. Số liệu hiển thị rằng lớp magma này đã bị nóng chảy ít nhất 15%. Viện Hàn Lâm Khoa học Trung Quốc công bố trên trang web chính thức rằng nếu núi lửa Vĩ Sơn là một ngọn núi lửa đã ngừng hoạt động thì bên trong nó phải ở trạng thái nguội và sẽ không xuất hiện magma nóng chảy. Nhưng ở đây, hai hồ chứa magma đã được kết nối với nhau thông qua các kênh dọc và magma ở lớp giữa liên tục được chuyển đến tầng trên của lớp vỏ trái đất. Theo thống kê chính thức từ Trung Quốc, mức độ nóng chảy của hai hồ chứa magma của núi Vĩ Sơn đã đạt ít nhất 15% và ở trạng thái hoạt động nạp. Nếu mức độ tan chảy của hồ chứa magma đạt tới khoảng 40%, nó sẽ đạt đến ngưỡng phun trào. Nghiên cứu cho rằng cần phải tiếp tục theo dõi hoạt động của núi lửa trong khu vực để dự đoán khả năng phun trào. Theo Viện Hàn Lâm Khoa học Trung Quốc,
Đông Bắc Trung Quốc là khu vực có nhiều ngọn núi lửa mới nhất ở Trung Quốc, bao gồm núi lửa Núi Trường Bạch nổi tiếng và khu vực núi lửa Ngũ Đại Liên Trì với 14 ngọn núi lửa. Bài viết này đã được đăng trên tạp chí Địa chất hàng tháng tại Hoa Kỳ. Nhóm nghiên cứu Trung Quốc cho biết, với mức độ tan chảy hiện tại của magma tại đây và những hiện tượng địa chấn, vi chấn khu vực xung quanh ta thấy, núi lửa Vĩ Sơn rất có thể đang ở trạng thái có magma đang hoạt động. Nghiên cứu mới nhất cho thấy sự hình thành của núi lửa Trường Bạch và núi lửa Ngũ Đại Liên Trì có mối tương quan nhất định. Núi lửa Trường Bạch phun trào vào năm 946 sau Công Nguyên, nghĩa là gần với thời điểm Vĩ Sơn hoạt động và được coi là vụ phun trào mạnh nhất từng được ghi nhận. Trong thời gian năm 2002-2005, núi lửa Núi Trường Bạch cũng có những dấu hiệu hoạt động trở lại, thu hút sự chú ý của công chúng và cộng đồng khoa học. Vậy thì vào năm 2022, Vĩ Sơn của Ngũ Đại Liên Trì hoạt động trở lại cũng là điều có thể. Quý vị thân mến, màn sương trắng dày đặc tan đi và cứ sau 10 phút lại quay trở lại. Từ chân núi nhìn toàn cảnh khu vực xảy ra động đất ở huyện Bắc Xuyên có lúc quang đãng, có lúc bị sương trắng dày đặc bao phủ. Hu Guangxi, một nhóm dân làng ở Xinye, thị trấn Wushan, đang đứng trên đỉnh đồi cho biết một nửa quận Beicheng cũng bị tàn phá, giờ bị bao phủ bởi bùn và đá màu vàng. Thật không may, khung cảnh trước đây chỉ có thể trở thành ký ức. Hu Guangxin khẽ thở dài một hơi. Sau những nỗ lực cứu hộ toàn diện trong số 5 ngôi làng và thị trấn ở thành phố Jiangyu, khu vực chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của trận động đất đã trở thành hòn đảo bị cô lập do giao thông và liên lạc bị cắt đứt do mưa lớn. Thị trấn Feng Sun và thị trấn Liu He vẫn mất liên lạc với bên ngoài, còn gần 10.000 người bị mắc kẹt, chưa rõ tình hình. Theo Liang Baosun, ban tuyên giáo thành ủy Jiangyu, thị trấn Feng Sun và thị trấn Liu He, những thị trấn xa xôi nhất ở khu vực miền núi phía Bắc của thành phố đã trở thành hai hòn đảo bị cô lập đáng lo ngại. Trận mưa xối xả chưa từng xảy ra trong một thế kỷ qua và lượng mưa lên tới khoảng 300mm trong vòng 24 giờ. Có hơn 4.000 người ở thị trấn Feng Sun và gần 6.000 người ở thị trấn Liu He vì giao thông và liên lạc đều bị chặn. Họ đã bị mắc kẹt trên núi, không rõ tình hình. Trong trận động đất, thị trấn Feng Sun và thị trấn Liu He từng trở thành hòn đảo biệt lập cuối cùng của thành phố Jiangyu, mất liên lạc với thế giới bên ngoài trong vòng một tuần. Nơi mà Hu Guangxin quan sát quận Beichang là một con đường núi quanh co dẫn đến thôn Qiang ở phía bên phải của quận Beichang. Đây là nơi tốt nhất để có một cái nhìn toàn cảnh về quận Beichang bên cạnh Hu Guangxin. Có hơn 20 cư dân của quận Beichang cũ, tất cả họ đều đến để tham quan nơi họ từng sống. Hu Guangxin nói rằng thỉnh thoảng anh ấy sẽ đến đây để xem ngôi nhà trước đó. Đó là cục dân chính, đó là đội vận tải của công ty xe buýt. Ngón tay của Hu Guangxin bị bùn và đá dày bao phủ và bây giờ chỉ còn một cái trên cùng. Khoảng cách giữa quận lỵ và Zhenraping cũ là khoảng 500m. Trước đây có rất nhiều nhà cửa nhưng bây giờ không có bóng người. Con đường quanh co duy nhất dẫn đến quận trấn cũng bị bao phủ bởi bùn và đá. Trên ngọn đồi Renzaping, bên cạnh thị trấn quận cũ, những sườn đồi tươi tốt giờ đây đã lộ ra những vết sẹo màu nâu rộng lớn, hồ chắn lại bị chặn. Sống ở Beichang trong một thời gian dài, Hu Guangxin nói kinh nghiệm, nước chảy ra từ hồ chắn Gia Sơn rất nhỏ, anh ấy tin rằng vụ lở đất là ở phía sau rào chắn đường Gia Sơn. Hu Tan, bí thư đảng ủy thị trấn Kushan cho biết ông đau buồn nhất trước sự tàn phá của trận động đất ở huyện Beichang do lở đất. Hơn một nửa thị trấn cũ của quận đã bị phá hủy và phần sâu nhất của bùn là hơn 40m. Cộng đồng Liu Lin là khu vực bị ảnh hưởng nghiêm trọng nhất, được biết đến là nơi hứng chịu thảm họa mưa xối xả ở thị trấn Legu. Dòng mảnh vỡ hình thành do ngọn núi bị sập phía sau, thổi từ trên núi xuống. Hàng chục ngôi nhà ván đã bị phá hủy và một số ngôi nhà xây cũng bị phá hủy. Sau khi lao đi được hơn 50m, một lượng lớn bùn đất dồn vào nhiều nhà ván cao chưa đến gần đùi. Trên lớp bùn thỉnh thoảng có thể nhìn thấy những viên đá lớn có đường kính hơn 1m. Cột điện cũng bị gãy đổ ngang vào ngôi nhà gần đó. Cách nhà lắp ghép 500m là có thể nhìn thấy núi sạt lở. Chưa đầy 20 giây, trận lở đất đã ập xuống. Nói về vụ lở đất xảy ra vào sáng sớm ngày 23 tháng 9, Yu Yanhong, một người dân ở tổ 3 thôn Liu Lin, vẫn còn nhớ như in. Đêm đó, trời mưa suốt đêm, bên ngoài ngôi nhà lắp ghép có nước khắp nơi. Yu Yanhong nói với người nhà rằng không thể ngủ được. Họ ngồi cả đêm và mở cửa, nếu lũ đến họ sẽ bỏ chạy. Đến khoảng 18 giờ 20 phút, nước bên ngoài ngôi nhà lắp ghép chìm xuống. Một số cụ già đang trú mưa nói, không sao đâu, tôi đang nấu đồ ăn sáng. Bỗng nhiên, ngôi nhà lại bị lật. Yu Yanhong lao tới với một sải chân và ngôi nhà gỗ phía sau ngôi nhà đột ngột đổ sập. Cha cứu con, Yu Yanhong nghe thấy giọng nói của con gái mình. Anh ta bất chấp những trận lở đất hỗn loạn và vùng vẫy 10m đến trước phòng.
anh ta dùng nắm đấm đập vỡ kính cửa sổ và nhảy vào. Tay con gái anh ta bị nghiền nát, kéo tay con gái ra, cõng con gái chạy ra ngoài. Sau khi giải cứu con gái, Chu Đen Hồng nghe thấy tiếng một người gì kêu cứu ở căn phòng lắp ghép bên cạnh, nên anh ta vào căn phòng lắp ghép đã biến dạng và bế người gì ra ngoài. Lũ lụt ở khắp mọi nơi và dân làng chạy trốn cho cuộc sống của họ ở khắp mọi nơi. Người dân làng Heju giải thích rằng theo thống kê của chính quyền thị trấn Legu, sau đó vụ lở đất đã khiến 3 người chết, 4 người bị thương nhẹ và 4 vết thương nặng trong cộng đồng nhà trọ Liu Lin. Tại Renzaping, Kusan Township, cách Liu Lin, Legu Township vài km, một trận lở đất quy mô lớn đã xảy ra trên núi khiến một số ngôi nhà bị cuốn trôi. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Mọi ý kiến đóng góp quý vị hãy để lại trong phần bình luận video này để chúng tôi có thể kịp thời giải đáp những thắc mắc giúp quý vị. Nếu quý vị thấy hay thì hãy nhấn like và nhấn biểu tượng chuông phía dưới để không bỏ lỡ những video mới nhất của 30 tập chúng tôi nhé. Hẹn gặp lại quý vị trong các bản tin tiếp theo của tin mới.